Hello các em, cô là Vân Anh, chào mừng các em đã đến với kênh của cô. Hôm nay cô sẽ tiếp tục series lập trình ứng dụng web dùng Tava. Bài học hôm nay cô dạy tiếp các em về cái intent filter. Giả sử chúng ta có thể làm những cái intent filter cho những cái như kiểu gửi message này, hay là chúng ta có thể vào trang web này, tức là mở một cái trang web này, hay là gọi một cái điện thoại. Đấy. Cô lấy ví dụ ở đây, một cái ví dụ trên đây nhé, là từ đây chúng ta gửi một cái message. Thế bình thường ấy, thì đây là một cái action view. Đây mở implicit intent mà, thì là một cái action view. Xong ta set data một cái URI parser ra, nó là cái SMS, là cho gửi tin nhắn mà. Đấy, chúng ta gửi thẳng đến số như thế này với cái nội dung là bạn có tham gia khóa học không, rồi chúng ta start cái activity này. Bình thường ấy thì nó bắn thẳng sang cái phần tin nhắn luôn, nhưng nếu mà chúng ta muốn nó qua một cái filter lọc, đấy, thì chúng ta sẽ tạo một cái, giả sử một cái lớp là filter activity chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ muốn cho nó chạy qua cái filter này. Thế vậy thì chúng ta sẽ viết vào cái thẻ intent filter là nó là một cái action, là action view, nó phải đồng nhất với cái action ở trên. Đấy. Chúng ta thêm một cái action là send to, là gửi đến. Rồi cái category là default, và cái data, vì ở trên chúng ta là nó là cái set data là SMS ấy, thì ở đây chúng ta sẽ là streamer là SMS. Hay là bài này. Đây, ví dụ là một cái web này. Đấy, thì nó cũng là một action view, nó cũng parser ra một cái URL của cái web đấy. Nếu mà chúng ta chạy thẳng như cái trên ấy thì nó bay thẳng đến cái trang này. Nhưng nếu mà chúng ta chạy qua một cái bộ lọc thì nó sẽ có một cái action, cũng là một cái action giống action trên là action view, cũng có một category là default. Ở trên chúng ta thấy cái phần data ở đây là HTTP, thì ở dưới chúng ta cũng sẽ có một cái là data là streamer là STTS. Cô xin lỗi, ở trên là STTS. Đấy. Giả sử cô viết cho bài này nhé, làm cho bài này nhé. Cô sẽ layout cho nó này. Giả sử ở đây chúng ta sẽ liên quan đến, ví dụ như bài này là chúng ta liên quan đến hai thứ. Đây là mở một cái gì nhỉ? Mở một trang web, rồi gửi một tin nhắn, hay là một cái điện thoại đấy chẳng hạn. Giả sử thế. Thế thì bài này cô sẽ cho vào đây là ba cái nút đi. Đây, cái nút đầu tiên. Cái nút này cô có ý đồ nó là web đi, nó liên quan đến cái web ấy. Tức là mở một cái web nên cô đặt tên nó như thế đi. Cô sẽ để là open web nhỉ. Cô xóa cái này đi nhé. Xóa cái này, xóa nhầm rồi. Cái open web nó bị thiếu ràng buộc à? Horizontal, vertical này, đây. Đấy, ta có một cái nút này. À, giờ cô cho vào đây một cái nút nữa này. Cô cũng tạo ràng buộc cho nó đi. Vertical đấy. Đây. Cái này cô có ý đồ là bottom gửi tin nhắn này, bottom send đi. Ở dưới đây là send message đi. send message đây. Giả sử hai cái như này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ viết, giả sử cô viết bằng hàm cho nó nhanh nhé. Giả sử kia là open web đi. Thế thì bình thường một cái open web ấy, rồi cô khai đây cho đỡ phải làm nhiều lần nhé. Một cái intent này. Một cái intent, cô cứ tạo một cái intent, implicit intent mà. Cứ new một cái intent đi. Thế ở đây mình có ý là mở một cái trang web. Thế đầu tiên là mình set cho nó cái action. Như cô vừa bảo em là action ở đây ấy, là action view. Thứ hai là mình set data. Set data đây là một cái URI parser, mình sẽ truyền nó vào đây là một cái địa chỉ nhé. Giả sử địa chỉ này đi, công C công V này. Đấy. Bây giờ cô start nó thôi. Đây, cô cho cái này vào cái nút vừa rồi nhé. Đây, cái nút này on click này, open này. Đấy. Bây giờ cô chạy nhé. Đây, khi mà mình tích chuột vào cái open web này thì nó chạy đến cái URL button mà chúng ta vừa dán vào đấy. Đây, nó vào cái browser. Đấy. Thế nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái để lọc. Chúng ta sẽ new một cái activity. Giả sử cô đặt nó là filter activity nhá. Filter activity này. Finish này. Giả sử đây chúng ta cho một cái để viết cái gì vào đây chẳng hạn. Cho cái này một cái tên vậy, tên V cho nó ngắn vậy, để nó lớn hơn một chút đi. Text size này, text size đâu nhỉ, hay là phông nhỉ? Giả sử text size đi, cô để 16 đi. Thế nhá. Bây giờ cô sẽ viết vào cái file manifest này. Đây, cái này chúng ta vừa làm này, cái vừa tạo ra này. Đấy. Thế bây giờ mình sẽ viết cái gì vào đây? Viết vào cái filter này. Tạo một cái gọi là intent filter cho cái filter activity này. Cái thẻ thứ nhất là cái thẻ action. Bên kia chúng ta để nó là một cái action view. Thế đây mình cũng chọn cái action view này. À, cái này để chu. Đấy, là cái action view. Cái thứ hai là cái category. Mình để nó là default. Cái thứ ba là cái data ấy. Đây cái data này. Cái data này thì nó là cái này này. Thì chúng ta chọn cái streamer đấy. Streamer nó là HTTP có S này. Chúng ta add thêm cái này vào này. Add thêm cái này. Đấy. Thế bây giờ cô chạy lại nhé. Các em thấy là khác như nào nhé. Tức là nó sẽ chạy qua cái này. Nó chạy qua cái filter này. Bây giờ nó sẽ được lọc bởi cái filter này. Ơ. Sao vậy? Test minute này. Vừa rồi có chưa ấy nó. Đây, khi cô open một cái web này. Đấy, thì bây giờ nó sẽ có hai cái này. Một là cái vừa rồi này. Hai là cái open link with này. Bây giờ cô chạy bởi cái web này đi. Different cái này. Đấy, thì nó vậy. Còn nếu mà mình chạy bởi cái này. Bây giờ cái này nó chưa có gì mà. Đấy. Nó chưa có gì. Open web nha. À đây cái này thôi. Đấy, nó chưa có gì mà. Đấy, nó lọc qua cái này. Thế vậy thì khi mà nó đã chạy qua cái này rồi thì mình có thể lấy được những cái của cái intent vừa rồi đấy. Đấy, giả sử cô vì nó chúng ta thấy rõ ràng là nó gọi thằng này mà nó chạy qua lọc được thằng này. Thế thì ta có thể lấy được cái thông tin mà nó từ cái intent đấy. Đây. Chúng ta sẽ viết một cái URI này. Giả sử ta lấy được cái URL đấy của cái trang web vừa rồi mà chúng ta sẽ cái intent nó sẽ chạy về. Đấy, chúng ta gọi một cái get intent, get data. Cái này là buổi trả về gì nhỉ? Ok. Rồi chúng ta sẽ bóc tách cái URL này ra. Giả sử cô sẽ bóc tách cái URL này ra nhé. Bóc ra một cái sâu đi. Cái SC này thì đầu tiên là mình lấy được cái streamer của nó nhé. Đây. Thì mình sẽ là URL get cái streamer này. Mình có thể lấy được cái hot của nó này. Cho nó xuống dòng cái đi. Hot này. Bằng cái việc là URL get hot này. Rồi mình có thể lấy được những cái tham số của nó đấy. Đấy. Nó có nhiều tham số. Đây cô không biết là nó có bao nhiêu tham số. Nên giả sử cô for đi. Đấy, nó trả về các cái tham số đấy là sâu đi. Cô sẽ gọi URL get cái path shipment này. Đấy, nó trả về. Giả sử cô sẽ lấy từng cái tham số 1 đi. Cái tham số 1, tham số 2 đấy. Cô có một cái biến gọi là biến K đây. Để nó có cái tham số ấy. Đây, giả sử SC cộng bằng này, xược N. Giả sử para tham số thứ nhất là K cộng cộng đi. Đây là tham số thứ nhất này. Hai chấm đi. Thì mình cộng với cái y. Mình sẽ cứ chạy đến hết đi. Và cái cuối cùng giả sử cô sẽ lấy được cái action đi. Cộng với cái đâu rồi nhỉ? Get intent, get action này. Bây giờ cô sẽ cho vào cái tv đi, set action này đi. Bây giờ cô chạy lại nhé. Lỗi gì nhỉ? Cộng này. Đây này. Y bằng K. TV. À. Hình như cô chưa ấy cái TV. Chưa ánh xạ cái TV. TV bằng file. R.id.tv. Vẫn chưa được à? À đây, thiếu get chứ không phải set cả. Get cái action. Ok, được rồi đấy, chạy nhá. Để chúng ta thấy là nó sẽ chạy qua cái bộ lọc này. Vì chúng ta sẽ lấy được cái thông số. Đây. Cô sẽ... Đây, gọi cái này đi. Chỉ một lần. Đấy. Các em thấy đấy, chúng ta lấy được cái streamer này, lấy được cái hot này, lấy được cái tham số này. Đấy. Là video này. Action này. Nó là action view. Nhá. Nào, bây giờ cô sẽ viết cho cái thứ hai này. Cái nút thứ hai này. Giả sử cô sẽ có ý đồ ở đây là một cái message đi. Void. Giả sử đây là send đi. Gọi một cái send đi. Viết cho cái nút thứ hai đấy. Thế vì cái send message ấy, thì cái đầu tiên mình cũng set action cho nó. Đấy, set action cho nó. Intent. Thế thì ở đây nó cũng là một cái action view. Đây là một cái message thì mình sẽ gửi đến set data đấy. Đấy. Thì URI parser này. Nó có định dạng là SMS 2 chấm này. Thật sự mình gửi đến số nào đi? 0912004866 đi. Mình sẽ gửi một cái message đến đây. Thật sự chúng ta cho nội dung. Put extra này. Nó sẽ là SMS body. có tham gia khóa học không? Là xử thế đi. Bây giờ mình sẽ start cái activity. Giả sử bây giờ cô chạy nó trước nhé. Thì cô chết rồi, cô chưa gắn cái này vào cái nút kẹp đây. Chưa gắn cái này vào cái nút send này. Đấy, gắn cái này vào nút send chứ. Chạy. Bây giờ chúng ta chưa chạy qua bộ lọc, có nghĩa là nó sẽ chạy thẳng đến cái chỗ mà chúng ta gửi message ấy. Đây, cô ấn cái này. Đấy. Thì nó chạy thẳng đến chỗ chúng ta gửi mấy message này. Đấy. Nào, bây giờ cô sẽ cho nó chạy qua cái bộ lọc vừa rồi đây này. Cái filter này. Cái filter nhá. Vậy thì mình sinh ra một cái intent filter nữa. Đấy. Thì giống như phần trên đây. Nó cũng sẽ có 3 thứ này. Công C, công V. Thế cái đầu tiên của nó thì cũng là action view. Cái thứ hai là như cô bảo em là con sẽ lấy cái action send to này, này. Đấy, để nó gửi này. Nhưng cái data ấy bây giờ nó là SMS. Đây. Đây nó là SMS. Đây nhá. Nào, bây giờ cô chạy cho các em xem nhé. À, cô chưa bỏ cái kia đi. Bỏ cái gì nhỉ? Cái bên đây này. Chưa bỏ cho cái filter này này. Bỏ cái này đi nhé. Đây, cô chạy này. Tức là ban đầu nếu giả sử cô vừa rồi cô chạy rồi đấy. Đấy, bây giờ cô chạy nó sẽ đẩy qua bộ lọc. Đấy. Đấy. Đây nhá. Đấy, giả sử cô chạy qua, ví dụ cô chạy như ban đầu này. Đấy. Còn nếu cô chạy qua cái bộ lọc filter vừa rồi này. Đây, send message này. Đây, cô chạy qua cái này đi. Đấy. À. Thế thì ở đây khi mà nó đã chạy qua cái này rồi ấy, thì kiểu gì cô cũng sẽ lấy được những cái thông tin từ cái intent đấy. Giả sử cô cũng tạo một cái show này, SC này. Giả sử mình sẽ lấy được nội dung đi. Content ở cái body đấy. Thì ở đây nó cộng với là get một cái intent. Nó là một show mà. Thì get là string extra. Đấy. Vừa rồi mình đặt nó là SMS body. Được cái này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lấy được cả cái data đấy. SC cộng bằng đây cái data ấy, cái data đấy chính là data đi. Nó sẽ là get intent get data string Cái này vừa nãy chúng ta viết là SMS 2 chấm 0912004866 à, lấy được cái này. Rồi chúng ta cũng set nó vào đây chẳng hạn. Cô chạy nhé. Đây, send message này. Giả sử đây đi, chạy qua cái bộ lọc này đi. Đấy, bạn có khỏe không à? Lấy được cái data message này. Nào, giả sử bây giờ cô sẽ làm thêm một nút nữa nhé. Đây. Sao thế nhỉ? Giả sử cô đặt cái này là bottom cone đi. Giả sử cone phông đi. Bây giờ cô sẽ viết cho cái gọi điện thoại này nhé. Public này, void này, call này, queue này. Đây, bây giờ chúng ta muốn gọi điện thoại này. Thì ta sẽ gọi cái intent đấy, set cho cái action là action dial. Action dial này. Đấy, chúng ta set data cho nó này. Set data là URI parser, nó sẽ là telephone đấy. 0912004866. Mình sử mình sẽ dial cho cái số này, xong rồi mình cũng sẽ start activity cái intent này. Đấy, bây giờ nếu mà cô chạy này, à nhưng mà cô phải gắn cái này cho cái nút này đã. Là cái cone này đi. Đấy. Đó, đầu tiên là cô chưa cho nó chạy qua cái filter đấy. Đây, cô gọi nó này. Đấy, thì nó gọi này. Đấy. Đấy. Nào, bây giờ cô sẽ cho nó chạy qua cái filter đấy nhá. Đây. Chúng ta lại tạo một cái gì? Cái intent filter nữa. Đấy. Thì tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ có 3 cái. Công C, công V, có cái action dial, mình gọi cái action dial này, rồi cái streamer này chúng ta gọi cái tail này. Đấy. Nào, thế bây giờ mình hoàn toàn có thể lấy được cái số đấy, bởi vì là nó đã chạy qua bộ lọc này rồi, thì từ cái bộ lọc này này mình hoàn toàn có thể để lấy được cái số điện thoại đấy. Number đi. Nó sẽ bằng là get intent. Rồi mình get cái data string ấy. khi mà get cái data string ấy thì nó trả về cái này này, trả về cái theo 2.0912001866. Bây giờ mình muốn lấy mỗi số điện thoại thôi ấy, thì mình sẽ substring, mình sẽ lấy từ cái phân tử thứ tư, từ số 0 mà, phần tử số 4, và mình sẽ set cái này vào đây, công v này, number này. Bây giờ cô chạy nhé. Đây, cô gọi cái côn phông này. Đấy, thì nó chạy qua cái filter này rồi này. Đấy. Đấy, just one này. Đấy, thì nó lấy được cái số điện thoại này. Mà mình dial nó đấy. Đấy. Đấy, đấy là cô lấy làm 3 cái ví dụ cho bọn em về cái intent filter nhé. Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Các em thấy hay hãy nhấn nút subscribe và bật chuông thông báo để nhận thông tin về các video mới nhất của cô. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong các video lần tới nhé.